quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành Phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung nào đáng chú ý? Mời quý vị cùng theo dõi. Chính thức trình Quốc hội về việc tăng lương, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 tới. Mở rộng cơ hội giao thương giữa Thành Phố Cần Thơ với các doanh nghiệp Nhật Bản. thành phố Cần Thơ sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại hội trường, Quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 tới. Thừa quỹ quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết chính phủ trình quốc hội về việc tăng lương, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 tới. Đối với khu vực doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ theo đúng nghị quyết số 27 gồm hai nội dung, điều chỉnh mức lương tối thiểu dùng theo quy định của Bộ Luật Lao động tăng 6% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đối với khu vực công, thực hiện 4 trong số 6 nội dung của nghị quyết số 27 đã rõ, đủ điều kiện thực hiện, gồm hoàn thiện chế độ nâng lương, bổ sung chế độ tiền thưởng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 bằng 10% quỹ lương cơ bản, quy định và hướng dẫn rõ 5 nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập Đối với hai trong số sáu nội dung cải cách tiền lương khu vực công gồm các bản lương mới và cơ cấu lại chế độ phụ cấp mới, do phát sinh nhiều bất cập, cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện từng bước, thận trọng, đồng thời phải xem xét, sửa đổi hoặc bãi bỏ nhiều quy định hiện hành liên quan. Theo đó, chính phủ đề xuất trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương cho thực hiện giải pháp tăng lương khu vực công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 với các nội dung, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1 triệu 800 ngàn đồng hiện nay lên 2 triệu 340 000 đồng một tháng, tăng 30% cho nghiên cứu sửa đổi bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang và của cán bộ công chức viên chức, một số chuyên ngành mà trong quá trình thực hiện phát sinh bất hợp lý, thực hiện bảo lưu tiền lương và thu nhập đối với các cơ quan đơn vị hiện đang được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Chính phủ cũng đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Đồng thời, đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3 triệu 200 ngàn đồng một tháng, thì điều chỉnh tăng 300 ngàn đồng một tháng, có mức hưởng từ 3 triệu 200 ngàn đồng một tháng đến dưới 3 triệu 500 ngàn đồng một tháng, thì điều chỉnh bằng 3 triệu 500 ngàn đồng một tháng. Trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2 triệu 055 ngàn đồng lên 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng, tăng 35,7%, trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng một tháng, tăng 38,9%. Trước đó, trong phiên thảo luận dự thảo luật công chứng sửa đổi, một số đại biểu đề nghị bổ sung nội dung quy định rõ trách nhiệm của người phiên dịch đối với tính chính xác của bản dịch với bản gốc công chứng viên chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính hợp pháp của văn bản dịch có đề nghị công chứng. Theo tờ trình của chính phủ, việc chứng nhận bản dịch không còn thuộc phạm vi hoạt động công chứng. Tuy nhiên, công chứng viên vẫn được giao chứng nhận bản dịch bằng hình thức chứng thực chữ ký của người dịch. Đại biểu cho rằng quy định này là phù hợp giúp thuận lợi cho người đi làm công chứng. Quy định chứng thực bản dịch là trả về đúng với ý nghĩa của bản dịch, tạo sự thống nhất giữ giá trị bản dịch tại các tổ chức hành nghề công chứng và phòng tư pháp cấp huyện. Thực tế, có nhiều cộng tác viên dịch thuật cùng cộng tác với phòng tư pháp và tổ chức hành nghề công chứng cùng một chữ ký cùng một loại bản dịch nhưng phòng tư pháp thì chứng thực chữ ký của người dịch và tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng bản dịch nhưng mục đích và được xã hội chấp nhận sử dụng như nhau nên đôi khi là gây cái sự khó hiểu cho người sử dụng. Tuy nhiên có ý kiến đại biểu quốc hội đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của người phiên dịch đối với nội dung bản dịch Dự thảo luật không quy định việc chứng nhận tính chính xác, hợp pháp của bản dịch thuộc phạm vi hoạt động công chứng như luật công chứng hiện hành, mà chỉ quy định việc công chứng viên chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật về chứng thực. Tôi cho rằng quy định này bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu chứng thực bản dịch. Tuy nhiên, tôi đề nghị giáo soát để quy định rõ trách nhiệm của người phiên dịch đối với tính xác thực và hợp pháp của nội dung bản dịch. Khoản 3, điều 46 quy định là khá đầy đủ về người phiên dịch mà trong đó có cái ý người phiên dịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phiên dịch của mình và cho đến đây thì tôi thấy là nhận thấy cái quy định về người phiên dịch trong hoạt động công chứng như vậy là đủ về thẻ công chứng viên tại điều 36 quy định, công chứng viên chỉ được hành nghề công chứng sau khi được Sở Tư pháp cấp thẻ công chứng và phải xuất trình thẻ công chứng viên khi hành nghề. Để phù hợp hơn với thực tiễn cũng như tác phong làm việc, đại biểu đề nghị quy định công chứng viên phải đeo thẻ khi hành nghề thay vì quy định phải xuất trình thẻ công chứng viên. Hôm nay 25 tháng 6, Đảng quỹ quân sự thành phố Cường Thư tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 689 ngày 10 tháng 10 năm 2014 của quân quỹ Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa, cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Quỹ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành quỹ, Bí thư Đảng quỹ quân sự thành phố chủ trì hội nghị dự hội nghị còn có đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy quân sự thành phố với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy quân khu kịp thời tham mưu thành quỹ ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng. Lãnh đạo duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ Tết. Cấp quỹ chỉ huy các cấp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin định hướng cho cán bộ chiến sĩ, thực hiện nghiêm quy chế nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng về thực hiện nghị quyết số 689, 10 năm qua, cơ quan quân sự các cấp thường xuyên tham mưu cho cấp quỹ chính quyền quan tâm công tác tuyên truyền, đầu tư mua sắm trang thiết bị phương tiện, sửa chữa các công trình phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đến nay, lực lượng vũ trang thành phố đã tham gia khắc phục hậu quả 624 vụ thiên tai sạt lở quả quạng. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các sở ban ngành, đoàn thể phối hợp tham mưu thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác diễn tập khu vực phòng thủ của ba địa phương Ninh Kiều, Phong Điền, Cờ Đỏ trong thời gian tới. Tăng cường công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý chặt quân số, tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, chú trọng giải quyết công an việc làm cho bộ đội xuất ngũ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Các đại biểu đã thẩm tra các dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi, thực hiện các cuộc điều tra thống kê, quy định miễn giảm phí lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, điều chỉnh bổ sung nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương, điều chỉnh bổ sung nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc, việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 và dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha trong năm nay, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện công tác thu hồi đất theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2024. Đối với báo cáo kết quả thực hiện công tác thu hồi đất theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2024, các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần có các giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn để công tác thu hồi đất đạt kết quả cao hơn, song song đó là tập trung các nguồn lực có kế hoạch xây dựng, hoàn thành các khu tái định cư để có nền bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Cũng trong sáng nay, ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng. Hội nghị do ông Nguyễn thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức chủ trì. Tham dự có Thượng tá Quỳnh Văn Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Theo kế hoạch sẽ có 5 chuỗi hoạt động với các nội dung nổi bật như cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, lễ báo công dân bác, tuyên dương 80 sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ ông nguyễn thực hiện phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trưởng ban tổ chức đề nghị điều chỉnh lại một số nội dung cho phù hợp đặc biệt là phần kinh phí thực hiện kiện toàn và điều chỉnh lại thành viên ban tổ chức cho phù hợp và sát với nội dung thực hiện sớm xây dựng kế hoạch chi tiết cho các hoạt động lớn đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phát động phong trào thi đua để các hoạt động chào mừng thực sự là hoạt động của toàn đảng toàn quân và toàn dân Thưa quý vị, cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố Cường Thơ Nguyễn Ngọc Hè chủ trì buổi tiếp và làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cùng Bộ phận Quan hệ Quốc tế, Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Canto và các doanh nghiệp Nhật Bản. Buổi làm việc nhằm giới thiệu các nội dung triển khai dự án xây dựng hệ thống chứng nhận quản lý môi trường trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ VCCI Cần Thơ trong việc xây dựng hệ thống chứng nhận quản lý môi trường phiên bản địa phương dựa trên mô hình Eco Action 21 của Nhật Bản. Lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2027, mục tiêu trong năm 2025 sẽ đào tạo thực hiện thử nghiệm đánh giá chứng nhận cho hai doanh nghiệp. Năm 2026 sẽ khởi động hệ thống chứng nhận quản lý môi trường và chứng nhận cho năm doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội giao thương với doanh nghiệp Nhật Bản. Từ năm 2027 trở đi, sẽ tổ chức và điều hành hệ thống chứng nhận tự động của VCCI tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản và mục tiêu mở rộng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đánh giá cao và kỳ vọng dự án sẽ góp phần giảm thiểu tác động môi trường trong ngành công nghiệp thực phẩm cũng như mở rộng cơ hội giao thương giữa Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đề nghị VCCI và các đối tác tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố để sớm hoàn thiện kế hoạch nội dung lộ trình thực hiện để triển khai dự án hiệu quả. Cũng sáng nay, Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024 tại trường Đại học Cần Thơ. Chương trình diễn ra tại tất cả 25 điểm thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn thành phố, với hơn 800 đoàn viên thanh niên tham gia làm nhiệm vụ hỗ trợ cho hơn 12.880 thí sinh chương trình được tích hợp nhiều hoạt động hình thức hỗ trợ thí sinh mới mẻ, hiện đại. Ban tổ chức đã kết nối, quy động nhiều nguồn lực khoảng 25.000 chai nước, 10.000 hộp sủi Peroka, 19.000 phần bánh, hơn 10.000 phần ăn trưa tại một số điểm thi. Tổng giá trị hiện tại hơn 3 tỷ đồng, đồng thời phối hợp với các lực lượng triển khai hoạt động đưa đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, dùng sâu, dùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh ở xa điểm thi, nhằm đảm bảo tối đa thí sinh đến được trường thi. Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được diễn ra trong 3 ngày, 26, 27 và 28 tháng 6. Năm nay là năm cuối cùng kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục 2006. Các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi theo kế hoạch của Bộ Giáo dục. Qua quá trình chuẩn bị, công tác tổ chức kỳ thi ở thành phố Cần Thơ đã sẵn sàng. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Công tác ôn tập giúp cho học sinh những kiến thức tham gia thi là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Tùy theo điều kiện tình hình thực tế mà mỗi trường có kế hoạch tổ chức ôn thi khác nhau. Một số trường tổ chức ôn thi vào giờ trái buổi cho học sinh từ sau học kỳ 1, chia giai đoạn và mục tiêu cụ thể. Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, tất cả 28 trường và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên vào đợt cao điểm ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh nhằm giúp các em củng cố, nâng cao kiến thức, đồng thời định hướng, hỗ trợ về tâm lý để bước vào kỳ thi. Em dự thi là khói xã hội và dự thi ở đây thì em được thầy cô ở trường giúp các em là nhận diện cái cách làm bài, những cái kiến thức mà trọng tâm trong bài thi. Ở nhà thì em còn cố gắng luyện đề. Chuẩn bị hành trang cho các em cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Chúng tôi căn cứ vào năng lực học tập của học sinh để chúng tôi xếp lớp. Thứ hai là chúng tôi căn cứ vào năng lực giảng dạy của giáo viên, chúng ta phân công giáo viên dạy theo từng đối tượng học sinh, đề ra những cái phương pháp hữu hiệu nhất và thực tế nhất để nhằm giúp các em có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là kỹ năng làm bài. Thành phố Cần Thơ có 12.886 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 11.900 thí sinh đang học lớp 12 giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do. Thành phố tổ chức 25 điểm thi chính thức 562 phòng thi và 9 điểm thi dự phòng đặt tại 9 quận huyện. Về công tác phối hợp, đến nay các đơn vị như công an, y tế, thành đoàn điện lực đã cơ bản chuẩn bị các điều kiện để phục vụ tổ chức kỳ thi. Cụ thể như công an thành phố xây dựng kế hoạch cử lực lượng tuần tra kiểm soát kỹ, kịp thời ngăn chặn các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao, giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông trong những ngày diễn ra thi. Thành đoàn phối hợp cùng các đơn vị hỗ trợ thí sinh tham gia thi tiếp xúc mùa thi năm 2024 thì ban Thư vụ thành toàn thơ cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc phối hợp với nhau để chuẩn bị lực lượng tình nguyện viên với hơn 800 tình nguyện viên hỗ trợ cho các thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn phố Ngân Thơ năm 2024 với rất là nhiều các hoạt động hỗ trợ từ các vật phẩm tới các nước uống từ các chương trình hỗ trợ xe ôm miễn phí cho các bạn thí sinh. Thành phố cũng xây dựng kế hoạch cụ thể và đồng thời là ban chỉ đạo cũng có họp và phân công cụ thể và ban hành quy chế để tổ chức thực hiện. Thì đến thời điểm này là các hoạt động, các kế hoạch đều chuẩn bị sẵn sàng để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp. Chiều ngày 26 tháng 6, thí sinh đến phòng thi nghe phổ biến quy chế thi, ngày 27, 28 thí sinh bước vào thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Xin được tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình hoạt động hưởng ứng tháng quốc gia phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Tại đây, gần 900 học viên cơ sở cai nghiện được nghe tuyên truyền về tác hại của ma túy đến sức khỏe, đời sống và sự phát triển của xã hội, các biện pháp phòng chống ma túy trong cộng đồng, đồng thời khuyến cáo không sử dụng ma túy dưới bất cứ hình thức nào. Thời gian qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ rất quan tâm chỉ đạo quyết liệt đối với các sở ban ngành nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đấu tranh phòng chống ma túy nói chung và ma túy trong thanh thiếu niên nói riêng. Bên cạnh đó, các lực lượng nghiệp vụ của công an thành phố đã làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đồng thời tăng cường công tác đấu tranh, điều tra khám phá, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Nhờ vậy, những vụ vi phạm đều bị công an bắt và xử lý kịp thời. Tại buổi lễ, nhiều học viên được trao quyết định hoàn thành được cai nghiện hòa nhập cộng đồng và quyết định giảm thời gian cai nghiện bắt buộc cho học viên có thành tích tốt. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 3 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đó là bảo vệ dân phố, đội trưởng đội phó dân phòng và công an xã bán chuyên trách với trên 3.200 người. Lực lượng này trong thời gian qua là cánh tay nối dài cùng với công an cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Tuần tra cùng với công an để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra các nhà trọ, nhà nghỉ về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên của đội bảo vệ dân phố và các tổ dân phòng, thị trấn phong điện. Từ lúc năm 2007 đến nay là được 17 năm. Nhưng bây giờ thí dụ như là tôi cũng vẫn còn sức khỏe thì tôi vẫn còn đóng góp. Đóng góp sức mình để cho cho đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn. Có phối hợp hay là có tầng tra hoặc là có vụ việc thì công an thị trấn điện thoại cho ban bảo vệ dân phố thì sẽ cử lực lượng qua tham gia lực lượng dân phố thì giúp lực lượng công an thị trấn là trong tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông an ninh đô thị rồi trong tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn để đấu tranh phòng chống tội phạm từ nhiều năm nay, các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách trên từng địa bàn luôn có sự phối hợp tốt với công an để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Kết hợp tuần tra với bên phía công an thì là mình sẽ đi tuần tra các tuyến đường trong khu vực phường và dọn dẹp những chỗ mà gây mất trật tự an ninh, mình thường mình sẽ kết hợp với công an mình đi tuần một ngày như là sáng chiều là hai ngày và buổi tối đi tuần buổi tối có hai cuộc nữa tối đi trực đêm ở ở chốt rồi cũng đi cùng với anh em đi cảnh sát khu vực đi tuần tra hết khu vực nắm bắt những tình hình kịp thời để báo cáo cho cơ quan công an lãnh đạo các cấp để nắm tình hình để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường lực lượng công an thì thường xuyên là họp với ban bảo vệ dân phố phân công giao việc cho lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra phối hợp với lại chỗ công an phường quân sự tuần tra trên các tuyến đường ban ngày cũng như ban đêm hướng dẫn cho lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện các cái nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc công an thành phố Cần Thơ tổ chức thành lập được các ban bảo vệ dân phố dân phòng lực lượng này trở thành cánh tay đối dài giúp công an làm tốt hơn công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông. lực lượng này duy trì công tác tuần tra, giúp công an phát hiện và xử lý ngay những hành vi chi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. lực lượng bảo vệ an ninh trật tự còn là tích cực tham gia cái việc là tuần tra, là là, là, là canh gác, là những cái đặt trọng điểm là về an ninh trật tự xã hội trên địa bàn các đợt lễ Tết thì cái lực lượng này thực hiện là, là rất tốt. Ngoài ra cái việc còn là tham gia là là phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách phát huy tốt vai trò giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương theo phương châm xã hội hóa tuần tra, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Theo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng đội phó đội dân phòng. Cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ đang tích cực chuẩn bị ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Và hôm nay, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt lực lượng này tại Công an thành phố Cần Thơ. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt tại thành phố Cần Thơ cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra theo dự kiến, thành phố Cần Thơ có gần 600 tổ bảo vệ an ninh trật tự với trên 3.400 thành viên. Các tổ bảo vệ an ninh trật tự được kiện toàn thống nhất từ lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và đội trưởng đội phó đội dân phòng đang hoạt động hiện nay. Để lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được diễn ra trang trọng, ý nghĩa, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ ra mắt tại chính quận quyện, trong đó Ninh Kiều được lựa chọn tổ chức điểm Lễ ra mắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2024 tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. Tham dự lễ ra mắt có hơn 1.100 đại biểu khách mời và các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đoàn kiểm tra Bộ Công an đánh giá cao công tác chuẩn bị lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của Công an thành phố Cần Thơ và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân đồng tình ủng hộ. Xin được tiếp tục chương trình với các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Liên hiệp các hội gian học nghệ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động liên kết gian học nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ liên kết 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan ban ngành thành phố Cần Thơ, đại biểu đại diện các hội gia học nghệ thuật 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động liên kết giữa các hội văn học nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được những kết quả tích cực. Các hội văn học nghệ thuật đoàn kết phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, từ đó tạo nên nhiều tác phẩm chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị các địa phương, góp phần hiệu quả vào sự phát triển chung của văn học nước nhà. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phát động hội viên tích cực tham gia các hoạt động hội thi, tổ chức tổng kết triển lãm mỹ thuật, cuộc thi ca khúc liên quan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long, chỉ đạo các hội chuyên ngành đưa nội dung quyết 33 vào việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, lương cơ sở được dùng để làm căn cứ tính nhiều chế độ bảo hiểm xã hội, trong đó có mức đóng bảo hiểm y tế. Theo phương án tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng cũng sẽ thay đổi. Mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất trong hộ gia đình đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, từ người thứ hai trở đi giảm mức đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ hai bằng 70% của người thứ nhất, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ ba bằng 60% của người thứ nhất, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ tư bằng 50% của người thứ nhất, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ năm trở đi mức đóng bằng 40% của người thứ nhất số tiền cụ thể sẽ tăng lên đối với bảo hiểm y tế hộ gia đình sau khi tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 tới đây lên 2 triệu 340 000 đồng một tháng người thứ nhất từ 81 000 lên 105.300 đồng một tháng người thứ hai từ 56.700 lên 73.500 đồng một tháng người thứ ba từ 48.600 lên 63.180 đồng một tháng Người thứ tư từ 40.500 lên 52.650 đồng một tháng, người thứ năm trở đi từ 32.400 lên 42.120 đồng một tháng. Dân ạ, à, thưa quý vị, vậy là ở thời điểm hiện tại khi tham gia mới hoặc mua tiếp tục thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, chúng ta vẫn còn được áp dụng mức giá cũ. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi của mình, đây là thời điểm thích hợp nhất để tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hãy liên hệ ngay với các đại lý thu gần nhất để được tư vấn và tham gia bảo hiểm y tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự 18 h 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mến chào, tạm biệt.